Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tham nhũng, ăn chặn thiết bị y tế thì thất đức, nhục nhã lắm. Những việc tham nhũng, ăn chặn ăn bớt ở mảng mua sắm thiết bị y tế sẽ không dừng ở vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng về vấn đề đạo đức. Việc mua sắm, sử dụng cho thiết bị vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine, phòng chống dịch COVID-19 phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan, quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Chỉ đạo mới đây nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các lãnh đạo bộ ngành địa phương đã phần nào cho thấy, mặc dù hoạt động mua sắm trang thiết bị vật tư y tế là cần thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tiêu cực ở lĩnh vực này vẫn là vấn đề nhức nhối. Theo ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, việc gửi giá, nâng khống giá trị các thiết bị y tế, các loại phương tiện, thuốc chữa bệnh để ăn chia tiền chênh lệch đã xuất hiện ở nhiều địa phương. Ông cho rằng, nếu không tăng cường kiểm soát quá trình mua sắm đó thì sẽ tiếp tục xảy ra những hành vi vi phạm, thậm chí là tội phạm trong vấn đề sử dụng, mua sắm công, nâng khống giá trị thiết bị y tế, việc bắt tay nhau giữa các nhóm lợi ích để rút ruột ngân sách, chia nhau tỷ lệ phần trăm được thỏa thuận trước. Tham nhũng, trục lợi ở lĩnh vực khác đã tệ rồi, nhưng tham nhũng, trục lợi trong vấn đề mua sắm, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, thuốc chữa bệnh thì đó còn là tội ác, là táng tận lương tâm, ông Minh nhìn nhận. Bản thân người viết cũng có chung quan điểm với ông Đinh Văn Minh, bởi rằng câu chuyện này không đơn giản chỉ là bòn rút công quỹ, mà hơn thế còn tác động trực tiếp đến người bệnh. Đơn giản là khi giá thiết bị đã được nâng khống lên thì giá sử dụng dịch vụ mà các bệnh nhân phải chi trả cũng sẽ tăng theo. Chưa hết, trong khi có những cơ sở y tế mua sắm thiết bị y tế, máy móc hiện đại về đắp chiếu, cất kho thì lại cũng có những nơi tận dụng triệt để, bệnh nhân cứ vào viện là sẽ phải xét nghiệm, chụp chiếu, lắm khi không cần thiết. Đặc biệt, với những bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nan y thì họ gần như đều là những người đã kiệt quệ về tài chính. Cho nên, ăn chặn tham nhũng ở mảng mua sắm thiết bị y tế sẽ không dừng ở vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng về vấn đề đạo đức. Hồi tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội. Trong đó, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, y án sơ thẩm 10 năm tù giam. Cái giá 10 năm tù giam của một nguyên giám đốc cùng mức án 5 năm đến 6 năm tù với những bị cáo khác khi gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng, quả là một sự trả giá chát. Đây cũng là bài học đắt giá để nhận ra rằng sự đánh đổi của lòng tham không chỉ là tiền bạc mà còn là nhân cách, là danh dự và còn là tư cách để làm một công dân lương thiện. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, việc giám sát chặt chẽ các khoản chi tiêu mua sắm không có nghĩa là các bệnh viện, cơ sở khám bệnh phải nhịn không mua sắm nữa. Đặt ra những yêu cầu về công khai, minh bạch là để phòng chống tiêu cực, tham nhũng, tránh chi tiêu vô tội vạ, chứ không phải là chặn hoạt động mua sắm lại. Nhìn từ thực tế của hoạt động điều trị COVID-19 tại một số đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai vừa qua, trong thời gian ca bệnh tăng nhanh đã dẫn đến nguy cơ thiếu trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch. Thừa thì lãng phí, nhưng thiếu sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và chữa bệnh. Nơi thừa, nơi thiếu, nơi ăn không hết, chỗ lần chẳng ra. Rốt cuộc, thiệt hại vẫn là bệnh nhân. Từ cuối năm ngoái, Bộ Y tế đã triển khai cổng công khai y tế để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu các thông tin về giá thuốc, giá thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh, giá niêm yết, giá đấu thầu. Ý tưởng và cách làm này, theo người viết, là rất đáng khuyến khích. Quan trọng nhất vẫn là sự duy trì và tính chấp hành tự giác. Đến cuối cùng, dù muốn che đậy thì chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Thật không đáng để đánh đổi, mà vụ Nguyễn Nhật Cảm đã là một điển hình. Từ thiện online, dễ mủi lòng và dễ bị lừa. Gần 700 người đã đặt lòng thương và niềm tin không đúng chỗ khi gửi hàng trăm triệu đồng cho nhà từ thiện online vừa mới bị Công an Nam Định bắt giữ. Công an Nam Định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam Cao Thị Hoài, sinh năm 1998, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ này lên Facebook kêu gọi quyên góp mua đất, mua vật tư để mai táng cho các hài nhi xấu số. Chỉ bằng những thông tin đăng tải trên mạng xã hội, gần 700 người đã gửi vào tài khoản của Hoài để rồi bị chiếm đoạt.
Khi người phụ nữ này bị bắt cũng là khi hàng trăm người ngậm đắng nuốt cay vì đặt lòng thương và niềm tin sai chỗ. Từ thiện online nở rộ trong thời gian qua và dường như thông qua một hoặc nhiều tài khoản trên mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người kết nối, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Việc chuyển tiền quyên góp cũng hết sức đơn giản. Người có tấm lòng chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng ngân hàng đã cài đặt sẵn trên điện thoại. Phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào lòng tin đối với người đứng ra kêu gọi, tổ chức hoạt động hỗ trợ. Không thể phủ nhận rằng, bằng cách khơi dậy lòng trắc ẩn trong mỗi con người và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, từ thiện online đã có những đóng góp nhất định trong việc giúp đỡ những phận người yếu thế, khốn khó hay những địa phương bị thiệt hại trong thiên tai, dịch bệnh. Thế nhưng, kiểu từ thiện tự phát này đã gây ra không ít hệ lụy cũng như trở thành mối làm ăn béo bở của một số người. Thời gian qua, lùm xùm xung quanh sự minh bạch trong việc giải ngân số tiền quyên góp được của một số nghệ sĩ đã tốn không ít giấy mực của báo giới, gây nên những cuộc tranh luận nảy lửa trên cộng đồng mạng. Liên quan đến những thông tin tố cáo sự nhập nhèm trong hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang phối hợp với các ngân hàng và một số địa phương để rà soát, làm rõ. Việc đúng sai thế nào, hãy đợi kết quả xác minh, điều tra của cơ quan chức năng, nhưng không vì thế mà chúng ta ngừng yêu thương và chia sẻ lẫn nhau. Giúp đỡ người kém may mắn hơn, ngoài tình yêu thương con người còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, xã hội. Trong khốn khó, mỗi sự giúp đỡ, dù rất nhỏ nhưng cũng đều vô cùng đáng quý. Và càng đáng quý hơn nữa khi sự yêu thương, sẻ chia đó như một sợi dây vô hình kết nối những tấm lòng, làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn, nương tựa vào nhau để vượt qua khó khăn trước mắt. Cùng với các cơ quan chức năng, hoạt động xã hội hóa trong công tác cứu hộ, cứu trợ đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc ổn định đời sống, giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là đại dịch COVID-19 vừa qua. Để mỗi sự giúp đỡ được đến đúng người, đến đủ với người và với nơi cần được giúp đỡ, thì sự minh bạch kịp thời là yếu tố tiên quyết. Đảm bảo tính minh bạch, ngoài lương tâm, tự trọng và trách nhiệm của cá nhân đứng ra kêu gọi, tổ chức, cần thiết phải có một khung pháp lý đối với hoạt động từ thiện mang tính tự phát cá nhân này. Bên cạnh đó, các địa phương cần có sự phối hợp với các tổ chức, cá nhân và giám sát chặt chẽ hoạt động cứu trợ trên địa bàn. Đừng để xảy ra tình trạng thiếu sự giám sát dẫn tới không thể xác định chính xác số tiền hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tại một số địa phương như vừa qua. Trong lúc chờ cơ quan chức năng nghiên cứu, soạn thảo ra các quy định phù hợp, mỗi người dân cần phải tỉnh táo để đặt niềm tin và gửi gắm tình yêu thương đúng nơi, đúng chỗ, tránh trở thành nạn nhân của trò lừa đảo từ thiện online hay phải băn khoăn, hoài nghi khi có dư luận không hay về các chương trình từ thiện mà mình đã tham gia. Tôi tin rằng yêu thương và biết yêu thương đúng cách sẽ làm cho truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được hôn đúc ngàn đời qua của dân tộc ta tiếp tục được bồi đắp, nuôi dưỡng và lan tỏa.